Vậy chắc sắp tới mình đã đủ vũ trang để có thể bảo vệ được dân làng rồi. Mình sẽ sớm đưa dân làng về nhà sống chung thôi á. Với súng này mà không đem dân làng về sống chung thì hơi uổng. Đó. Vậy là đủ tạo niềm tin cho dân làng rồi. Ôi trời. Oh my god, con cua đột biến. Cua hoàng đế. Ui được nha, bữa nay mình sẽ bắt cua hoàng đế đãi các bạn nha. Các bạn thích hấp hay xào? Ủa hấp hay là nướng? Cua này ăn là hơi bị đã luôn. Cho một viên súng bóng lụ mình không chết. Đúng là cua hoàng đế. Hai viên rồi. Ui. Coi cái càng của nó kìa. Trời ơi cái càng này mà ăn ha. Chắc đã lắm đây. Mà tiếc trong đây không có xả ha. Con này hấp xả mới được nè. Really, nigga? Mấy máu vậy? Con này bao nhiêu máu? Ôi nó còn có tí tẹo máu hả? Sao ta? Có nên thịt luôn không hay là bảo tồn? Mình thấy nó không có làm gì mình á. Nó cũng thân thiện á. Hay là giữ nó lại ta? Muốn giữ lại thì chắc mình phải dùng thẻ tên rồi. Biết gì nãy đừng bắn nhỏ. Ai biết nó trâu như vậy đâu. Quá là dữ luôn. Mẹ đất ơi. Ủa cái gì? Ủa sao ấn cái nút thì nhảy lên xe tăng quá trời. Công tắc mới à. Rồi đặt tên nè. Rồi cô hoàng đế nha. Rồi né né ra. Bây giờ mình cô hoàng đế là bét của mình rồi. Nó còn dùng bài né né ra. Đụng vô bét của mình là không được. Lúc đầu định thịt rồi đó. Nhưng mà thôi. Nhìn cũng được. Cũng múp. Nên thôi giữ làm bét luôn ha. Bét cua hoàng đế. Tại vì trong đây cũng không có thú nuôi á. Nên thôi nuôi đỡ cua hoàng đế ra sương sương vậy. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft tận thế zombie ha. Các bạn thấy bé của mình nhỏ không? Quá là nhỏ nhắn xinh xắn luôn á. Nuôi cô hoàng đế luôn. Trời ơi, cho cô hoàng đế canh giữ ở dưới cái tháp quan sát của mình, cái đài quan sát của mình. Quá là khủng khiếp luôn. Và để một lúc thì cô hoàng đế cũng đã hồi phục máu lại rồi ha. Ôi, đâu rồi? Nè, đâu rồi? Muốn coi được máu của cô hoàng đế hơi khó. Đây 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 đây. Đầy máu là rồi. Công nhận trâu thì có nghĩ sao ăn mấy viên đạn súng phóng lựu của mình mà không sao. Không làm bét thì hơi ổn. Rồi, và trở lại công việc ngày hôm nay nè. Mình thì đang muốn làm một cái hệ thống phòng thủ tự động á. Tại vì hiện tại thì cái hàng rào của mình nó đã không cho zombie áp sát rồi đúng không? Không cho zombie chui vô rồi. Nhưng mà những cái con ở bên ngoài nó vẫn có ý định lén phén lại á. Mình thì không thích điều đó nên chắc mình sẽ làm một cái hệ thống phòng thủ tự động ha. Lắp đặt ở phía rìa của bức tường này nè. Để cho nó bắn những con zombie này. Mình đỡ phải đi ra mà tiêu diệt á. Chứ lâu lâu ra mình phải dọn như vậy thì khá là mất thời gian á. Rồi, nói làm liền. Mì ăn liền nè, đi xuống dưới, làm luôn. Mình cũng xem sơ sơ qua rồi. Làm cái hệ thống phòng thủ đó thì cũng không có mắc lắm đâu. Mình chịu khó mình chế tạo một ít cái được gọi là sentry nè. Cái sentry này thì làm khá là rẻ ha. Ồ. Ê. Không rẻ lắm đâu. Rồi giờ thì đã có được khối laser block rồi. Rồi mình sẽ ghép nó lại để tạo thành cái cây Universal Block Reinforcer ha. Cái này thì nó mới làm ra được cái cục sắt xịn đó. Rồi có cái này thì mình sẽ lấy những cái khối sắt ra ha. Một cái cục này thì nó sẽ cần 3 khối sắt. Ok, mình sẽ làm trước 3 khối để test thử thôi. Đây, mình sẽ dùng cái này. Nhét cục sắt vô. Được chưa? Ủa, nè, được rồi nè. Đưa vô cái là được liền luôn ha. Khá là nhanh gọn lẹ luôn. Và cái cây này thì mình có thể dùng tới tận 300 lần lận, 300 khối sắt lận á. Khá là đã luôn. Rồi mình sẽ kết hợp thêm với hai sắt, hai redstone và một cái máy phân phát ha. À nó vẫn còn thiếu portable radar ha. Cái radar để nó nhận diện được zombie á. Cái này thì cũng cần phải có thêm
sắt nữa nè, khá là nhiều sắt và một cây đuốc redstone luôn. Đây rồi, giờ thì còn chần chờ gì nữa, lượm liền thôi. Tên tên, chúng ta đã có được cái sentry rồi. Ý nhìn nó khá là gọn á, nhưng mà hiện tại nó chưa ở chế độ phát hiện mục tiêu đâu. Đó, khi mình kích hoạt lên thì bây giờ nó đã có một cái khẩu súng mini nè, cái này nó sẽ nhận diện được zombie rồi tiêu diệt á. Nhưng mà bây giờ mình cần phải đem nó lên trên, dưới này đâu có zombie đâu, có mình không mà, nó đâu có bắn mình được, nó chỉ bắn zombie thôi ha. Đây là một điều khá là hay luôn. Giờ thì cũng test thử nè. Ồ, hình như chưa đủ tầm hay sao á. Đổi vị trí coi, qua đây thử coi. Buồn vậy ta, hay là tại cao quá không phát hiện được. Đó, zombie kìa, zombie kìa. Bắn đi, bắn đi. Ê, bắn đi. Tôi tốn cả đống đồ để làm ra cái cục này đó. Bắn đi, zombie kìa. Ồ, có vẻ là cao quá rồi. Có vẻ mình đặt cái cục này cao quá ấy, nên nó không phát hiện được zombie rồi. Bây giờ test thử mình đặt ở tầm thấp thấp hơn coi. Đó đó đó, đặt tầm thấp hơn thì nó lại nhận gì nữa nè. Bắn hơi bị đã luôn. Ôi nhưng mà một cái máy thì chưa đủ sát thương rồi. Các bạn cũng có thể thấy một đòn tấn công của cái máy này thì chỉ gây được có 2 sát thương à. Lâu lâu thì 3 sát thương á. Vậy thì ít quá. Chắc phải làm thêm vài chục cái máy lắp vòng vòng đây quá. Nhưng mà cái này thì nó bắn không có giới hạn á, bắn hoài được hoài luôn và không bị hư nữa chứ. Nên chắc cũng đáng để đầu tư đó. Giờ thì tạm thời cất cái này đi. Đây là cái để review thôi á. Còn bây giờ mới là xuống dưới làm thật là nhiều cái giống như vậy để lắp đặt ở xung quanh nơi ở của mình ha. Như vậy thì cái nhà của mình hơi bị an toàn luôn. A few moments later. Làm nốt chiến này nữa là hết mấy khối sắt luôn rồi. Gom hết làm luôn. Đầu tư một lần cho thích đáng á. Đây, 13 cái với một cái hồi nãy của mình nữa là 14 cái. 14 cái là lắp xung quanh nhà chắc đủ á. Một góc thì mình sẽ lắp tầm 14 á ta. 12, nếu mà 12 thì một góc thì mình sẽ lắp được 4 cái. Con này 14 nó sẽ bị dư ra. Mà lắp thì lắp cao quá, nó không có bắn được zombie nó mới khổ nè. Rồi lắp ở đâu mới thích hợp nữa chứ. Mình lắp ở trên cây xương rồng có được không ta? Lắp trên cây xương rồng được. À, lắp trên cây xương rồng được nha. Được. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rồi, mình sẽ lắp trên cây xương rồng luôn. Đó, chuyển sang chế độ tấn công liền. Ở đây thêm một cái nữa. Quá xa đã. Thời mình tới. Đây mới là nhà an toàn nè. Có hệ thống phòng thủ đàng hoàng rồi ha. Giờ tiếc là không có zombie nó lại để mình cho các bạn xem cái khả năng phòng ngự của nó. Đại chú ý là mình lắp ở mấy cái góc này thôi. Mấy cái chỗ mà zombie hay xuất hiện á thì mình sẽ lắp vào ha. Bên đây là hay xuất hiện nhất nè, nên mình sẽ lắp nhiều nhiều tới. Và 4, bên đây lắp 5 cái luôn. 6 cái cũng được. 6 cái ha. Rồi chuyển sang chế độ tấn công. Lộn. Đó, sang chế độ tấn công hết đi. Ê, chưa gì đã hoạt động rồi cơ. Bắn hơi bị xa luôn. Thích ghê á. Và cái cuối cùng. Rồi, giờ thì chờ đợi kết quả nha. Màn đêm sắp tới chưa ta? Hôm nay lại một ngày mưa nữa rồi. Cứ mưa hoài à. Kìa, con zombie ngoài kia nó đang bị tấn công kìa. Sao mà đỡ được. Cái này bắn mà zombie không có chạy kịp luôn á. Thích quá à. Hay là mình còn 4 cái rồi mình lắp hết luôn đi. Chơi là đầu tư hẳn hoi cả đống luôn á. Đó, mặc sức mà ha. Cho zombie ăn hành. Đây còn 2 cái nữa. Ngắn luôn. Rồi xong phim.
Giờ thì mình với bé cua chỉ cần đứng đây và nhìn giơm bay ăn hành thôi. Lúc đầu thì mình còn định làm cái sentry gun này cơ, cái này nè, nhưng mà nó khó dùng lắm nên mình không có lắp. Với lại cái này thì phải nạp đạn thường xuyên thì nó mới bắn được, nó không có tiện lợi giống như cái mình vừa chế tạo á, nên thôi dùng cái nào mà tiện lợi nhất đi ha. Rồi phòng thủ cũng đã xong rồi, bây giờ thì mình đang định là làm một cái kiểu như là gara, chiếc xe tăng mà để dầm mưa dãy nắng như vậy thì mơ mốt đề máy nó không nổ thì toan mất. Có nên làm một cái gara không ta? Mình vừa muốn làm gara nè, rồi vừa muốn làm cái sân bay nữa, tại vì mình muốn chế tạo máy bay trong ngày hôm nay luôn cơ. Rồi nhà cho bé cua nữa, quá nhiều thứ phải làm rồi. Thôi chắc bây giờ mình sẽ chuyển sang mình làm gara nè, với nhà cho bé cua trước đi ha, còn máy bay từ từ chế tạo cũng được. Ướm thưa ơi, tại vì cái xe tăng nó cũng hơi bự á, nên mình không biết là mình làm cái chỗ này có đủ kích thước nhét vô không nè. Nhét vô hở cái chỗ đây. Ô trời trời trời, đó thấy chưa, thấy chưa, chút xíu nữa là làm xong rồi, nhét vô không vừa thấy chưa. Để đây thử. À vậy là mình phải làm dư ra một chút nữa. Mọi bữa bắn mình á, bữa nay mình không cần bắn luôn, cho mấy khẩu súng làm việc đấy. sướng nha, nó chưa kịp xuống nước nữa kìa. Mọi hôm là tầm này là nó áp sát lại đó. Mấy con dơm bay kiểu ngơ ngác không biết gì hết. ngơ ngác hả, ăn pháo đi. Thôi không cà kẹ mấy con đó nữa, lo xây cái gara cho xong rồi đi ngủ nè. Ủa quên, trong đây làm gì đi ngủ được. Mấy con này nó ranh ma thiệt, nó biết né luôn nè. Mình đặt mấy cái ổ ở đây thì nó lại bơi đường khác để nó áp sát mình, láo tét thật chứ, không đỡ được luôn. Này thì nope, đi đường khác hả? Ui bắn hụt. Này thì đi đường khác hả, né ra chỗ khác nha. Thầy Lộc đang bận say á, muốn vô đây học thì yên lặng lại, chứ nãy giờ thấy mấy em là hơi mất trật tự nha mấy em dơm bay. Muốn học xây nhà thì vô đây chỉ cho mà xây, chứ mà vô lớp rồi ồn ào như vậy là thấy không được rồi. Đi cho mắc vô cái đó. Ui da. Đi rồi mắc kẹt vô cây xương rồng rồi la làng ai cứu hả, hết biết nó nổi luôn á. Đi đâm đầu vô xương rồng rồi la làng hoài mệt ghê. Rồi sơ bộ là cái radar cũng xong được tầm 70-80% rồi đó. Đây nữa. Đại, bé xinh xinh gì thôi. Giờ nhét cái xe tăng vô là vừa. Nhét vô đây. Đó. Ui. sao nhõng đít lên vậy kìa. Đó. Xe tăng nằm gọn. Ui. Chưa được. Rồi. Vừa khít luôn. Không dư mà cũng không thiếu ha. Vừa đủ luôn á. Như vậy thì mình đã có được một cái gara đầu tiên để bảo vệ chiếc xe tăng của mình nha. Xe tăng yêu dấu đấy. Và sau một đêm thì mấy cái con zombie này nó vẫn chưa từ bỏ cái ý định mà đột nhập vô cái nhà của mình. Không được rồi, chắc là mình phải gán cày sắt thôi. Số lượng sắt của mình nó... Ủa hình như còn hay sao á, đúng không? Hình như mình còn sắt, nhưng mà mình chưa có nén lại thôi. Ờ đúng rồi, mình còn ít sắt nè. Được cái ta, nhưng mà sắt thì sắp tới mình còn làm súng các thứ nữa, nên mình giờ mình xài hết thì mình lại không được. Phải tiết kiệm. Ok, chịu khó tiết kiệm xíu đi ha. Từ từ mua mốt vào thì mình sẽ nâng cấp những cái máy bắn súng tự động thêm một lần nữa. Rồi, sau khi xây xong cái gara thì bây giờ mình sẽ xây tiếp một cái nhà cho bé cua nha, tại vì hiện tại bé cua chưa có nhà, chứ mình buộc bé cua vô cái chỗ tháp canh của mình thì nhìn cũng tội nghiệp. Mà bé cua xây nhà đâu giờ? Ủa khó thiệt luôn á. Hay là để bé cua qua đây chơi ta? Dẫn bé cua qua đây để canh xe tăng cũng được nè. Buộc vô. Rồi đây canh xe tăng cho anh nha, con nào loại kẹp nó cho anh. Với lại canh cái guộng luôn, hợp lý thiệt sự. Rồi
Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang chế tạo một khẩu súng hạng nặng. Hôm nay thì khá là nhiều bạn kêu mình là thử chế tạo cái khẩu súng sáu nòng á. Thì ok, sáu nòng thì sáu nòng. Đây nè, minigun á. Khẩu này thì làm từ 16 fire glass kết hợp với redstone thôi. Và đạn thì mình sẽ có 3 lựa chọn. Một là đạn thường, hai là đạn phát nổ, và ba là đạn có thể kiểu như là chống xe tăng nữa. Nhưng mà chắc mình sẽ ưu tiên làm đạn phát nổ đi. Tuy công thức làm ra đạn của nó thì hơi mắc ha. Thường thì đạn của khẩu này á thì mình chỉ cần kiểu như là cho thuốc súng thôi. Nhưng riêng cái đạn này thì mình phải nâng cấp bột thuốc súng vô. Nâng cấp lên một cái thì bột thuốc súng nó sẽ như vậy. Đó. Hai explosive gunpowder nè. Sẽ làm mấy cái này ha. Rồi, và ngoài ra thì mình cần phải lấy thêm redstone nữa để làm cái súng. Chứ làm đạn không làm súng thì đâu có được. Fire glass ở đây. Ui, hết fire glass luôn hả? Ai cha cha. Rồi, lại đi đi đào đất sét tiếp. Hết fire glass rồi. Hồi nãy là mình chỉ nói giỡn với các bạn thôi. Làm nổi cái ra, chẳng lẽ không làm nổi một cái nhà đàng hoàng cho bé cua sao? Rồi, và cái nhà này thì tuy nó không có quá bự ha, nhưng mà ít ra thì đây cũng là một cái nhà đủ để bé cua vô đây ở nè. Chứ buộc nhỏ hoài sao mà được. Đi, vô nhà mới cưng. Đi, ôi đâu đâu đâu. Mỗi lần dẫn bé cua hơi mệt ha. Lôi bé cua không biết ấn vô đâu luôn á. Kiểu kích thước nó hơi quá khổ một xíu. Đây nè. Đi, vô nhà mới đi. Đó, đã nha. Bé cua nhất rồi đó. Rồi, ở trong đó đi. Trời ơi, mình cũng canh rồi. Nhưng mà có vẻ cua hơi bự so với kích thước ngôi nhà tí rồi. Ừ, không kệ. Không sao, cái này quay ngang chắc vẫn vừa. Rồi, và như vậy thì xong kế hoạch B luôn rồi ha. Vừa có ra ga, vừa có nhà cho bé cua rồi. Giờ thì mình sẽ chuyển sang đi làm cây súng nè. Hồi nãy giờ mình nấu mấy cái fire glass á, chắc cũng gần xong rồi đó. Đây rồi, nó nấu gần xong rồi nè. Đủ chưa? Hình như đủ rồi đó. Rồi, redstone, ok. Đủ rồi thì chế tạo thôi. Đây, minigun. Boom. Một cây minigun. Nhưng mà khi cầm cái này vào thì mình sẽ bị đi chậm nè, thấy chưa? Các bạn coi kìa. Nhìn mình rất là ngầu luôn á. Cái này mình không biết nó có mạnh hay không, nhưng mà đánh giá về cái độ ngầu là mình thấy nó cực kỳ ngầu rồi. Ui cơ. Ui. Nhìn được thật sự. Rồi giờ làm đạn nữa, thiếu đạn thôi. Đạn cần đây, đạn phát nổ à. 1 băng, 2 băng. Rồi, bữa nay là mình chơi lớn lắm luôn đó. Hy vọng là sẽ có thể mang lại kết quả như mình mong muốn nha. Ví dụ bây giờ ra mà bắn nha, hết một băng là bao nhiêu viên đó. Mình gài đạn thử. Oh my god. Một băng đạn của cái minigun này là 1.500 viên. Mà 1.500 viên không giết được nổi 10 con zombie là thua luôn á. Hy vọng là 1.500 viên này sẽ xứng đáng mình bỏ ra ha. Rồi rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Mình chuẩn bị xoay nòng nè. Oh my god. Con nó bắn con zombie văng lên trời luôn kìa. Xịn xịn. Xịn thật, xịn thật. Nhưng mà nó nổ hơi ghê nha. Bay quá. Ui trời trời, nặng quá, nhảy không nổi luôn á. Đứng trên đầu cây này đi, xử lý nó. Wow. Zombie văng tít lên trời luôn. Sương á, sương. Trời ơi, mình bắn con sương văng tít lên trời luôn á. Được, 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 được. Ui. Ui, trong nhà của mình. Trên nóc nhà của bé cua nữa. Oh my god. Một. Láo tét thật. Đã có những con nó đi đường
Đường nào vô nhà mình được cơ. Ảo thiệt chứ. Ui, nguy hiểm nha. Mặc dù có hệ thống phòng thủ rồi đó, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có những con áp sát được. Nguy hiểm thật. Kìa kìa kìa, đằng này có nguyên đạn zombie nè. Được, nguyên đạn đúng không? Bước xuống nước đi. Bước đi. Wow, đây thật sự là khẩu súng chỉ zombie rồi. Đây 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 đây, chuẩn bị xử lý lý lại nè. What the hell? Đúng đã luôn. Đó, bắn giùm bài dằn dính dách luôn á. Nhưng mà cái này nó hủy hoại môi trường quá. Mạnh thì cũng mạnh đó, nhưng mà khá là hủy hoại môi trường ha. Nên chắc cũng cần phải cân nhắc khi sử dụng khẩu súng này. Chứ dùng biết là cái địa hình xung quanh nhà mình á, nó tan hoang hết luôn, hủy hoại môi trường sống lắm. Vậy thì cũng là một cái điểm trừ cho cây súng này ha. Không, nó chính xác hơn là loại đạn chứ. Tại vì mình chế tạo đạn này cho nó nổ á. Nè thử lại nè. Đổ. Ghê thiệt. Có bò nữa kìa, mình sẽ né né ra. Không thôi bắn trúng bò đó, là thành bò lạc ấy. Đạn lạc trúng bò là thành bò lạc. Đào ta bò đi ra đi bò. Trời ơi chắc bắn bò luôn quá. Mình có một chuyến đi phượt sang cái vùng sa mạc á, và lần này thì mình phát hiện ra một cái kim tự tháp á. Hổm rài thì đây là cái kim tự tháp đầu tiên mà mình tìm được nè. Ê ê ê, phủ hồn phủ hồn. Tính đâu rớt ngay cái tấm áp lực là chết luôn á. Coi coi. À, trong kim tự tháp có khối sắt luôn nha. Sướng sướng. Hòm chế tạo áo giáp nè. Có rồi. Ngoài ra thì cũng không còn nhiều thứ xịn lắm. Khối sắt tiếp. À, một cái thân của xe tăng nữa chứ. Ý trời sao rồi, chắc nó muốn mình chế tạo thêm xe tăng nè. Wow, và một cái scope gì đây? Scope 2. Ok. Cũng không quá tệ. Rồi, như vậy thì mình đã khám phá xong cái kim tự tháp rồi ha. Chuồn thôi, chỗ này nguy hiểm lắm. Cô zombie đứng ở trước cửa đợi sẵn rồi nè. Đó, này thì đợi hả? Đừng có nhờ nghe. Nhưng mà bây giờ thì ban ngày nên sa mạc nó khá là yên bình ha. Chứ đợi một hồi trời tối á là tới công chuyện nữa. Lúc nào trời tối ngoài này nó cũng ghê hết á. Đằng trước mình chạy muốn xỉu luôn mà. Kìa kìa kìa, đằng kia nó còn có công trình gì mà lạ lắm. Có cả những khối vàng mà nó trưng bày lộ thiên luôn. Ôi chà chà, dưỡng mặt cái gì ta. Mình mấy cái này thì hay lắm. Lút đồ là mình hơi bị đỉnh. Đợi mình xíu mình lút hết vàng ra. Vàng vào ri, không ổ, lụm thì ổn. Rồi chuyển sang chế độ nè. Cục xúc nè. Sửa gọn hết luôn. Bây giờ zombie nó đã kiểu như đột biến rồi đó, nên thành thử ra nó rất là trâu ha. Bắn lâu chết cực. Rồi đi khám phá bên trong này coi coi có gì không. Oh, bên trong là một cái đường hầm đi sâu xuống tít ở dưới nữa. Hôm qua thì gặp cái khu mỏ giống như vậy, mình không có dám vô á. Mình sợ lắm, nhưng mà bữa nay không sợ đâu. Xuất hiện đi. Xuất hiện đi. Xuất hiện đi. Mình bắn cho banh khu mỏ luôn. Ôi da. Ôi nhưng mà nó cứ bị lắc lắc kiểu gì ta. Ủa, hay là tại súng mình yếu thiệt. À không, chắc không phải bị lắc đâu. Tại súng mình yếu đó. Tại vì mình thấy sẽ bắn lâu chết á. Ủa cái này sao đập ta. Cái này mình không đập được nè. Cay thiệt. Ờ có redstone thôi kệ. Lấy redstone cũng được. Không sao. Cái gì lấy được thì lấy ha. Tranh thủ thôi. Đợi đấy, một ngày nào đó mình cũng tìm cách để đập mấy cái quặng này thôi à. Rồi giờ thì đi thôi, trước khi mà trời tối. Tại vì vô trong đó trời tối nguy hiểm cực. Kiểu cái đó là gốc chết á. Zombie mà nó càng vô mình chạm kịp là đi luôn. Nên phải thật là cẩn thận á. Mà mình bắn nãy giờ cũng dữ lắm, nhưng mà nó vẫn chưa hết đạn nè. Công nhận 1.500 viên bắn đã ghê luôn á.
Được nha, được nha, giờ thì tranh thủ. Ai chà chà, ai chà chà. Bình thường là còn sợ sợ đi vô trong đây cũng rón rén rồi đúng không? Bữa nay là nã cho banh xác luôn. Ôi, ủa cái rương đâu rồi? Còn đúng cái nịt. Ý, một ngôi làng. Ô, ngôi làng mới thấy yên bình luôn á, không có zombie hết trơn. Có khói thuốc súng nè, AK luôn hả ta. Mượn AK bắn bữa đi. Mượn nghe mấy bác dân làng. Cái lên đạn cái. Ủa, quên cái AK này mình hôm bữa lúc mới vô mình chế tạo này nó bị lỗi hình ảnh á. Thôi, nhớ rồi, không hèm. Trả mấy bác nè. Nè, trả bác hơi gàn nè. Bữa nào làm súng xịn xịn nha, đừng có chế AK nữa, nó bị lỗi hình ảnh rồi kìa. Buồn thiệt chứ. Thế rồi. Nhưng mà được cái ngôi làng này khá là yên bình á, không có zombie nó lại gần. Ôi ôi ôi, mới nói, có zombie lại gần thiệt. Ôi no. Xử lý liền. Đâu để nó áp sát ngôi làng được. Ồ, bắn cả đống đạn mà không chết luôn. Cái súng mình quậy nhiều hơn là bắn á. Trời đất ơi, bó tay cái súng thiệt. Rồi hết đạn rồi, gài đạn tiếp. Hết một băng rồi đó. Cái súng mình giống đi phá hơn là đi bắn á. Rồi lần này mình sẽ rút kinh nghiệm ha. Mình lút đồ trước đây rồi ha. Bắn súng sao? Chứ bắn nhiều nãy vô là còn cái nịt á. Hay quá trời, mấy fuel tăng nè. Bây giờ thì chưa có dịp dùng ha, nhưng mà sắp tới thì sẽ dùng tới đó. Nên giờ có mình cứ hốt trước đi. Gom số sắt mà mình kiếm được trong hai chuyến khám phá gần nhất thì cũng làm thêm được vài cái sentry ha. Mục tiêu của mình trong những ngày tiếp theo là lắp hết những cái sentry trên những cây xương rồng này nè, để hệ thống phòng ngự tự động này nó được mạnh nhất có thể ha. Con nào lén phán lại là chết hết, không cho nó áp sát đâu. Rồi còn ba cái gắn nốt vô luôn. Rồi bên đây thêm một cái nữa. Ở đây. Rồi xong phim. Hệ thống phòng ngự của mình đã xong rồi ha. Bây giờ thì sẽ làm một cái đêm, mình sẽ theo dõi trực tiếp luôn nè. Coi coi nó hoạt động có tốt không nhá. Để coi mình đếm thử coi hướng này là bao nhiêu cái. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 cái sentry. Ui trời ơi, dồn đam vô con zombie kìa. Cái này nhiều cái nó dồn lại một cái 2. 10 cái là 20 sát thương rồi. Ui. À zombie đúng nhanh luôn. Có cơ. Bắn kiểu như hết ấy, cực kỳ chuẩn luôn á. Như vậy thì không cần phải lấy cây Gatling gun ra mà sấy đâu. Mình chỉ để cho Senchi bắn thôi á. Lâu lâu thì mình khịa qua như vậy nè. Ồ, cho nó bay lên chơi nhá. Chứ bắn nhiều quá là hủy hoại môi trường sống xung quanh mình á. Ghét là nó như cái đống hoang tàn, không có được đâu. Không nên. Và mong rằng những gì mình vừa nói sẽ sớm được thực hiện ha. Trong ngày hôm nay thì các bạn đánh giá như thế nào về khẩu súng minigun này? Mình thì thấy tuy sát thương của nó không có mạnh nha, nhưng mà khi mà tấn công với số lượng zombie lớn thì cái này nó cũng phát huy công dụng khá là tốt á. Nó giúp mình phòng ngự tốt hơn trong tầm gần thôi, chứ tầm xa thì bắn khó trúng lắm. Và nhà cho bé cua cũng như là gara cũng đã được mình làm nốt trong ngày hôm nay rồi. Trong thời gian sắp tới thì chắc kế hoạch là máy bay của mình sẽ cố gắng thực hiện sớm nhất á. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.